Rồi, xin chào quý anh chị các bạn trở lại với channel của em. Thì khác với những cái video thời điểm trước em làm về Honda CR-V màu đỏ, thì đây là mẫu thực tế và mới nhất lắp ráp trong nước, model 2021 đang được bày bán chính thức tại các showroom Honda. Một lưu ý thì màu đỏ phiên bản trước của xe nhập khẩu chúng ta màu đỏ đun nhá. Màu đỏ này thì có cùng mạ sơn với Honda Brio và nó sẽ tươi và sáng hơn một chút. Đây, tổng quan, có thể ở ngoài trời thì mình nhìn nó sẽ hơi khác một chút. Hiện nay thì cả 3 phiên bản Honda CR-V chúng ta bán đều có chung một chương trình khuyến mại và giá lần lượt. Với phiên bản thấp nhất là 998 triệu, phiên bản G 1 tỷ 048 triệu và phiên bản L là 1 tỷ 118 triệu. Với Honda thì các đầu xe màu đỏ sẽ có giá cao hơn khoảng 5 triệu. Đặc biệt là phiên bản LSE, phiên bản Sport chỉ có nội thất và ngoại thất là màu đen thì sẽ là 1 tỷ 138 triệu đồng. Hiện nay thì chương trình khuyến mại trong tháng này sẽ dao động vào khoảng 70 đến 75 triệu tiền mặt trừ thẳng trực tiếp vào giá bán, và đâu đó vào khoảng tầm 50 đến 60 triệu phụ kiện theo xe nhé. Với quý khách hàng mà đang tìm hiểu Honda CR-V hay những cái mẫu xe mà khoảng 1 tỷ đó lăn bánh quay đầu ấy, thì mình có thể cân đối cái mẫu xe này. Thứ nhất là sắp tới chúng ta được giảm giá, thứ hai là sẵn xe. Giảm giá đây là gì? Tức là so với các hãng khác thì đều đã cắt khuyến mại hoặc là co khuyến mại về khá nhiều, thì Honda CR-V chúng ta vẫn đang được ưu đãi rất là lớn. Ví dụ như Santa Fe thời điểm trước đang ưu đãi khoảng 50 triệu đồng, hiện nay thì cũng đã bán nguyên giá rồi, không còn khuyến mại nữa rồi. Đó, hiện nay nếu mà lăn bánh nhá, phiên bản cao cấp nhất này, chúng ta có cửa sổ trời ấy, 1 tỷ 118 triệu đồng, 5 triệu cho màu đỏ là 1 tỷ 123 triệu đồng. Giảm giá 80 triệu, đúng không ạ? Đóng thuế vào khoảng 50 triệu. Nói chung là chúng ta chỉ bỏ thêm vào khoảng 30 triệu. Ở đâu đó vào khoảng hơn tỷ 2, xuất phát gần... thì giá đâu đó đan bánh ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương vào khoảng hơn 1 tỷ mốt một chút. Thật sự với một mẫu xe có tiếng như CR-V và còn đang được giảm thuế thì mình có thể cân nhắc để đặt mua nhé. Ưu điểm thì khá là nhiều. Hiện nay thì ba đầu xe đều bán tốt và bán chạy nhất là G và L, hai phiên bản cao cấp. Ưu điểm có thể kể đến như Honda Sensing hay hệ thống an toàn mới được trang bị ở trên Honda CR-V. Hiện nay thì Honda Bắc Ninh cũng có sẵn xe để chúng ta lái thử và giao xe. Khác với những cái hãng xe khác, ví dụ như Hyundai, Santa Fe hay Toyota Cross, thì đa phần chúng ta đều phải chờ đâu đó vào khoảng 1-2 tháng. CR-V thì khá sẵn xe và thực sự là với những khách hàng gia đình có ưu tiên sử dụng xe 7 chỗ gầm cao, giá cả hợp lý trong thời điểm này, mình có thể tham khảo thêm Honda CR-V nhé. Đâu đó thì khoảng tỷ 1 tỷ 2 lăn bánh thôi, vẫn được ưu đãi hỗ trợ và vẫn được cả giảm thuế, thật sự là rất là rẻ, 1 tỷ 123 triệu đồng, bớt vào khoảng 80 triệu đúng không ạ? 80 triệu chúng ta còn 1 tỷ 050 và đóng thêm khoảng 50 triệu thuế, đâu đó vào khoảng 1 tỷ 1. Và trả góp tối đa chúng ta có thể bỏ ra với khoảng tầm 300 đến 350 triệu là chúng ta đã có xe lăn bánh trên đường rồi. Rồi, màu đỏ hay các màu khác giá bán như khuyến mại, thì để nhận thêm khuyến mại thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Còn review thì chắc là anh chị xem giúp em những cái xe mới, video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.